Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi thăm thành phố Salem. Nơi đây có một câu chuyện đã làm chấn động lịch sử nước Mỹ trong thời gian đầu. Mời các bạn cùng theo mình để khám phá thành phố huyền bí này nha. Thì bây giờ mình đang ở trên Salem, một thành phố nằm ở miền một thành phố nằm ở phía bắc của Boston. Hôm nay mình đi lên đây để coi nó có những cái lễ hội của ngày lễ Halloween đó. Halloween sắp sửa tới đó, nhưng mà ở thành phố này thì tổ chức sớm hơn. Họ tổ chức cả tháng, bắt đầu từ tháng 10 là họ đã có rồi. Salem là một thành phố lịch sử ven biển ở địa hạt Essex, tiểu bang Massachusetts, nằm trong vùng North Shore. Nó được thành lập vào năm 1626 và là một trong những bến cảng quan trọng nhất trong thời đầu lịch sử nước Mỹ. Ở bên đầu có một cái nhà thờ cũng khá lớn, nhà thờ cũng thấy hơi cổ. Giờ mình đi lại cái restaurant để kiếm gì ăn trưa. Mình có gọi điện thoại để đặt bàn trước rồi. Bây giờ mới vừa đậu xe xong để đi lại cái nhà hàng. Cái chỗ đậu xe cũng hơi xa nhà hàng, tại vì những ngày cuối tuần mà trong tháng 10 này thì ở đây rất bận rộn, có nhiều lễ hội mà người ta rất là kiếm chỗ đậu xe rất khó. Bây giờ mình đang đi lại cái nhà hàng của mình, nó nằm ở trên cặp bờ biển. Đây thường mùa thu thường người ta trang trí bằng những cái bọc như vậy, những cái bắp hoặc là những cái trái bí rửa phẩm thịt, để như là nói rằng mùa fall là mùa gặt hái. Đây nhà hàng mình ăn chưa, nhà hàng Pinch. Hôm nay trời thời tiết không được tốt mấy, trời không có nắng, mây mù. Đây là cái bến tàu, những chiếc thuyền buồm ở đây. Bên kia có chiếc tàu cổ. Bây giờ
giờ mình sẽ đi lại cái khu vực mà cái con đường mà chánh của cái trung tâm của Salem, nơi được mệnh danh là thành phố phù thủy, gắn liền với một sự kiện đen tối trong lịch sử nước Mỹ. 19 người bị kết tội là phù thủy và bị treo cổ trước công chúng. Nơi này còn được biết tới là vùng đất phù thủy của tiểu bang Massachusetts, nước Mỹ. Bây giờ mình đi vô con đường này, hy vọng sẽ tìm gặp những cái gì thích thú. Thường thường không biết tình này họ có nhắc đến Salem, người ta nghĩ ngay đến những bộ phim nổi tiếng xoay quanh câu chuyện về các phù thủy ở thế kỷ 17. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng sau những biệt danh gắn liền với vùng đất Salem, ấy là cả một quá khứ tang tóc và bi thương. Có rất nhiều người họ bán đồ ăn con đường đi bộ trong đào thao của Salem. Con đường này là con đường chánh trong những ngày lễ này, về của ngày lễ Halloween. Hai tuần nữa thì mới tới Halloween, mà tuần này thì đã thấy là quá nhiều, hai tuần nữa còn đông nữa. Bây giờ mình đang đi tìm một căn nhà cũ của một ông tòa án mà đã xử trong cái dự The Witcher. Này có rất nhiều cái museum. Chẳng hạn như ở đây có một cái nữa nè. Mà vô trong đó hình như là người ta không phép cho quay phim, cho nên mình không có vô đây. The Lost Museum. Cách đây hơn 300 năm, 19 người dân Salem, bao gồm 14 phụ nữ và 5 đàn ông, bị kết án là phù thủy
và bị treo cổ trước bàn dân thiên hạ. Nguyên nhân chỉ vì hai đứa bé trong thị trấn lên cơn sốt động kinh và không ai có thể chữa nổi. Tháng 1 năm 1692, hai cô bé Elizabeth Parris 9 tuổi và Abigail Williams 11 tuổi là con gái và cháu của mục sư Samuel Parris bắt đầu lên cơn động kinh và mắc nhiều căn bệnh khó hiểu. Một bác sĩ chẩn đoán rằng hai đứa bé đang bị nguyền rủa bởi một phép thuật hắc ám nào đó. Ở thế kỷ 17, con người ta vẫn còn tin tưởng vào các thế lực thần thánh cũng như ma quỷ, và họ mang nặng tư tưởng cực đoan tới những ai bị cho là phù thủy. Tin lời vị bác sĩ, gia đình Parris đã cáo buộc cả trăm người dân Salem là phù thủy. Đây, cái ngôi nhà trước mặt của mình bên kia đường là đó là cái nhà The Witch House. Để mình đi quanh đó. Để mình đi qua bên trong nhà này để coi người ta có chơi vô quay phim. Tháng 3 năm 1692, ba người phụ nữ là Sarah Goody, Sarah Osborne và Tituba, một nô lệ da đỏ, đã bị bắt đầu tiên. Từ đó cho tới tháng 6, khi phiên tòa xét xử diễn ra, đã có tới hơn trăm người dân Salem bị cáo buộc là phù thủy. Theo một số tài liệu, có khoảng 200 người bị bắt giữ, chủ yếu là phụ nữ trung niên. Tuy nhiên, nhiều người đã được minh hoàng, còn một số người không may đã bỏ mạng ngay trong tù. Cuối cùng có 19 người bị hình quyết treo cổ giữa đám đông, còn một người bị đè bẹp cho tới chết. Cái museum này rất nổi tiếng, cái Salem Witch Museum này rất nổi tiếng. Mình chưa có vô đây lần nữa, nhưng mà chắc mình không có vô, tại vô trong người ta không có cho quay đó. Cho nên mình không có vô được, mình chỉ quay ở ngoài. Có nhiều người sắp hàng đang đợi vô, còn trước. Trước cái này có một cái tượng của ông Roger Cornell. Không biết ông làm gì. Cái nghĩa địa này là trong những cái nghĩa địa lâu đời nhất, có thể nói lâu đời nhất của nước Mỹ hiện còn tồn tại đây. Ở đây cũng có một số người mà đã chôn ở trong cái nghĩa địa này, có dính liền với cái câu chuyện The Witcher. Mọi người đi dầm khu vực này, mặc dù những người này đã chết rất lâu, nhưng mà họ cũng vẫn còn
tôn kính những người đã chết. Họ đi không có nói chuyện lớn. Dữ kiện lịch sử này còn đặt cho Salem cái tên là thành phố Phù Thủy. Mãi tới năm 1957, chính quyền tiểu bang Massachusetts mới thành lập một đài tưởng niệm Salem Withdrawal Memorial để tưởng niệm các nạn nhân bị cáo buộc và chết oan trong vụ xét xử Phù Thủy ở thế kỷ 17. Mỗi dịp Halloween hàng năm, Salem lại nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Đó cũng là lý do nơi đây còn được mệnh danh là thủ phủ Halloween của thế giới. Tới Salem vào dịp Halloween, khách du lịch có thể cảm nhận thật sự bầu không khí huyền bí như lạc vào thế giới phù thủy, ma quỷ chỉ có Salem mới có. Xin tạm biệt tất cả mọi người và hẹn gặp lại các bạn trong video tới. Các bạn nhớ đăng ký và bấm chuông để xem nhiều video của mình.